Chào các bạn, trong video ngày hôm nay cô sẽ sửa đề số 2 của đề cương ôn tập cuối kỳ 1. Trắc nghiệm câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng? Mình lướt qua bốn đáp án thì mình thấy nó đang là mệnh đề dạng nếu thì. Vậy bây giờ mình sẽ đọc mệnh đề đảo là mình đọc ngược lại á. Mình sẽ đọc cái vế ở phía sau trước ha. Rồi ví dụ như câu A nha. Nếu tổng của chúng chia hết cho 3 thì cả hai số đều chia hết cho 3. Bây giờ ví dụ như sau ha. Ví dụ như cô lấy số 2 cộng số 4 đi. Số 2 cộng số 4 chia hết cho 3, bởi vì 2 cộng 4 là bằng 6. Nhưng mà 2 thì đâu có chia hết cho 3 đâu, đúng không? Và 4 thì cũng không chia hết cho 3. Vậy thì câu A này là sai. Vì rồi. Câu B. Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau. Ở cái vế ở phía sau này nó nói là chúng có diện tích bằng nhau, nhưng mà cô dịch cái từ chúng này thành hai tam giác á cho các bạn dễ hiểu ha. Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì hai tam giác này bằng nhau. Mình ví dụ như thế này đi ha. Ví dụ như diện tích của tam giác đầu tiên, tam giác số 1 đi, nó sẽ bằng là 1 phần 2 lần 3 nhân với 4 là bằng 6, đúng không? Rồi diện tích của tam giác thứ hai nó bằng 1 phần 2 lần 2 nhân với 6. Đây là tích hai cạnh góc vuông đi, nó cũng bằng 6. Nhưng mà rõ ràng bạn thấy là tam giác thứ nhất nó có hai cạnh góc vuông là 3 với 4, tam giác thứ hai nó có hai cạnh góc vuông là 2 với 6, vì rõ ràng là hai tam giác này đâu có bằng nhau đâu, đúng không? Tam giác thứ nhất không bằng tam giác thứ hai, thế nên là câu B này cũng sai luôn, sai. Đó, cô giải thích ngắn gọn như vậy nha. Câu C. Nếu số chia hết cho 5 thì số có chữ số tận cùng bằng 5. Nếu số chia hết cho 5 thì số có chữ số tận cùng bằng 5. Bây giờ số chia hết cho 5, cô lấy ví dụ như là 10 cũng chia hết cho 5. Đúng không? Đúng không? Nhưng mà 10 đâu có chữ số tận cùng là 5 đâu. Vậy thì câu C này cũng sai luôn. Sai vì 10 chia hết cho 5 mà 15 cũng chia hết cho 5. Nói tóm lại là số chia hết cho 5 thì nó sẽ có hai khả năng, đó là 10, chữ số tận cùng là 0 hoặc là chữ số tận cùng là 5 ha. Rồi câu D. Câu D. Nếu chữ số tận cùng là bằng 0 thì số đó chia hết cho 5. Chính xác. Chính xác nha. Ví dụ như 10 cũng chia hết cho 5 mà 50 cũng chia hết cho 5, nói chung là chữ số tận cùng bằng 0 là số này sẽ chia hết cho 5. Rồi. Vậy thì câu D của mình là câu có mệnh đề đảo đúng, đáp án D. Câu số 2. Cho tập hợp A gồm x thuộc R sao cho x bình cộng 2 nhân m cộng 2x cộng m bình bằng 4. Cộng m bình cộng 4 bằng 0, m thuộc R. Tìm số giá trị nguyên của m thuộc đoạn từ trừ 2020 đến 2021 để tập hợp A có đúng 4 tập hợp con. Tập hợp A mà nó có đúng 4 tập hợp con thì tập hợp A sẽ gồm có bao nhiêu phần tử? Số tập hợp con của tập hợp có n phần tử là 2 mũ n. Vậy ở đây á, là 2 mũ n bằng 4 thì n bằng 2, đúng không? Vậy thì A gồm 2 phần tử. A gồm 2 phần tử có nghĩa là cái phương trình x bình cộng 2 nhân với m cộng 2x cộng m bình cộng 4 bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Có hai nghiệm phân biệt. Ok. Mà nó có hai nghiệm phân biệt thì suy ra delta của mình, cô dùng delta phải nha, phải lớn hơn 0. Delta phải là bằng b phẩy bình trừ ac. B phẩy bình trừ ac thì nó sẽ bằng là b là 2 nhân m cộng 2, vậy b phẩy sẽ là m cộng 2. Rồi, bình phương nè. Trừ A nhân C là 1 nhân với M bình cộng 4. Phải lớn hơn 0. Rồi, chị các bạn qua đây nha. Làm tiếp, khai triển bình phương ra. Khai triển bình phương thì mình sẽ được là M bình nè cộng với 4M nè cộng 4 nè trừ M bình nè trừ 4 lớn hơn 0 nè. Vậy thì ra được là 4M lớn hơn 0. 4M lớn hơn 0 thì tương đương với M lớn hơn 0, đúng không? Mà m là số nguyên, mà m là thuộc z nè. Rồi, m còn thuộc khoảng từ ở thuộc đoạn từ trừ 2020 đến 2021 nữa. Vậy thì lớn hơn 0 thì m nó sẽ nằm trong tập hợp là 1 2
3, 4 cho đến 2021 đúng không? 2, 3, vân vân cho đến 2021. Vậy là có 2021 số M. 2021 M. Và đáp án của mình là câu D. Rồi, câu số 3. Cho hình vẽ sau đây, phần không bị gạch. Minh họa cho một tập hợp con của tập số thật. Hỏi tập hợp đó là tập hợp nào? Rồi, theo như cái hình vẽ này thì mình thấy là cái ngoặc tròn nó quay về phía bên trái của số trừ 3 thì là từ trừ vô cùng đến trừ 3. Thêm cái ngoặc vuông là từ 3 trở đi nữa thì là hợp với nửa khoảng từ 3 đến cộng vô cùng. Tuy nhiên đáp án nó không có ghi như vậy mà nó ghi R hiệu đi. Một cái đoạn nào đó thì R hiệu đi cái phần bị gạch nha. Phần bị gạch là từ phần bị gạch này sẽ được hiểu là ngoặc vuông từ trừ 3 cho đến 3. Và đáp án của mình là câu B. Câu số 4. Cho tập hợp A và tập hợp B, tìm M để A hợp B. A giao B bằng rỗng chứ. Rồi cô sẽ vẽ tập hợp A và tập hợp B ra. Rồi B là tập hợp đã biết hết số rồi. Từ trừ 1, trừ vô cùng cho đến trừ 1 hợp với 2 đến cộng vô cùng. 2 đến cộng vô cùng nha. 2 đến cộng vô cùng rồi. Cộng vô cùng bên này là trừ vô cùng. Ok. Rồi còn cái hợp tập hợp A của mình đó, nó là một cái nửa khoảng từ m trừ 3 đến m cộng 2 phần 4. Nhưng mà đề nó yêu cầu là giao hai thằng này lại bằng rỗng. Giao lại bằng rỗng thì có phải là cái cặp ngoặc của trường hợp A nó phải nằm ở vị trí này. Thì khi giao lại nó mới không có cái gì chung. Đúng không? Rồi. Giao là lấy cái chung thì nó phải nằm như thế này. Đây là tập hợp A nha. Đây là M trừ 3 nha. Đây là M cộng 2 phần 4 nha. Ok. Rồi, vậy bây giờ cô sẽ biện luận như sau ha. Để A giao B bằng rỗng thì cái thứ nhất là tập hợp A của mình nó phải tồn tại. Mà nó tồn tại thì cái số M trừ 3 nó phải bé hơn cái số M cộng 2 phần 4. Được chưa? Rồi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai á là cái ngoặc vuông này nó sẽ nằm tại vị trí trừ 1 hoặc là nó lùi về phía bên phải. Có nghĩa là M trừ 3 của mình nó phải lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Và cái gì tiếp đọc tục đây? Cô kéo dài cái dấu ngoặc này nhọn này xuống một chút. Và M cộng 2 phần 4 nó phải nằm tại vị trí số 2 hoặc là nó lui về phía bên trái, nghĩa là nó sẽ bé hơn hoặc bằng 2. Rồi tương đương với nhân lên ha, 4m trừ 12 bé hơn m cộng 2. Chỗ này là m lớn hơn hoặc bằng 2. Chỗ này 4 x 2 là 8, m cộng 2 bé hơn hoặc bằng 8. Rồi, vậy là m sẽ bé hơn 14 phần 3. Chỗ này là m lớn hơn hoặc bằng 2. Ở dưới này là m bé hơn hoặc bằng 6. Vậy thì 14 phần 3 là nhiêu ta? 14 phần 3 là 14 chia 3. 14 chia 3 là 4 phẩy mấy á. Vậy thì tóm lại là m của mình nó phải lớn hơn 2. Lớn hơn bằng 2 và bé hơn 14 phần 3. Và đáp án của mình là câu A. Câu số 5. Phần tô đậm trong hình vẽ bên biểu diễn tập nghiệm của bốc phương trình nào trong các bốc phương trình sau? Phần tô đậm nha, có nghĩa là cái phần màu trắng này là cái phần bỏ nha. Rồi, thì thông thường cô sẽ làm như sau. Đầu tiên là cô lấy cái số 0, cô thay vào bốc phương trình vì 0 thuộc phần bỏ. Điểm ô chứ, điểm ô là góc tọa độ 0 0 á. Thì lấy điểm ô này thay vào trong bốc phương trình. Bốc phương trình nào sai thì đáp án nó sẽ là đáp án đúng. Tại vì ô nó nằm trong cái phần bỏ mà nên thế vô nó phải sai ha. Rồi bây giờ lấy 0 0 nè, 0 0 thế vô câu A là đúng rồi. 0 0 thế vô câu B là ok nè. Rồi, 0 0 thế vô câu C là đúng bỏ luôn. Câu thế vô câu D là sai nè, ok rồi. Đó là cái thứ nhất, vậy là cô đã loại được A với C ha. Rồi tiếp theo là mình nhìn thử cái điểm này nè. Cái điểm này là điểm có tọa độ 0 trừ 3. Nó thuộc vào cái đường thẳng bờ. Nó thuộc vào đường thẳng bờ có nghĩa là khi mình thay vào bốc phương trình, mình thay cái dấu bốc phương trình bằng dấu bằng. Cái số này nó làm cho cái dấu bằng xảy ra thì đúng. Bây giờ ví dụ như cô lấy trừ 3 ha.
0 trừ 3 nha, điểm này có tọa độ là 0 trừ 3 là x bằng 0, y bằng trừ 3. Thì câu B này đúng. Nhưng câu D thì sao? 0 trừ 3 thì thế vô nó ra là 6 bằng 3, không đúng. 6 không thể nào bằng 3 được. Mày hiểu không? Vì điểm này thuộc trên đường thẳng bờ nên là mình thay vô cái dấu của bốc phương trình nó phải trở thành dấu bằng, có nghĩa là dấu bằng xảy ra đó. Rồi vậy thì đáp án của mình là câu B, được chưa nào? Đáp án của mình là câu B. Rồi, câu số 6. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bốc phương trình này? Rồi, bây giờ để cái bốc phương trình này thay nó gọn hơn thì cô sẽ rút gọn nó đi ha. Bây giờ cô nhân bung vô hết nha thì nó sẽ ra là trừ 2x cộng 2y cộng 2y cộng với y nữa là cộng 3y lớn hơn 3. Rồi bây giờ cô lấy từng tọa độ cô thay vào đây thôi. X bằng 4, y bằng trừ 4. Mà muốn thay cho nhanh á thì bạn nên bấm máy tính. Bạn bấm là trừ 2x cộng 3y. Sau đó bạn côn x y. Ví dụ như câu A bạn sẽ côn x bằng 4, B bằng y bằng trừ 4 thì nó đây là trừ 20, trừ 20 lớn hơn 3 là sai. Rồi bạn tiếp tục bạn côn câu B. 21, nó đây là trừ 1, trừ 1 lớn hơn 3 sai luôn. Rồi câu C, bạn côn nó là trừ 1 bằng trừ 2 bằng. Rồi cũng sai luôn, câu D nha. Nó ra là 4, 4 lớn hơn 3. Vậy đáp án của mình là câu D. Thay điểm ha. Câu này là mình sẽ thay điểm vào. Rồi. Còn ở trên này là mình sẽ lấy điểm thay điểm O có tọa độ 0, 0 và điểm B có tọa độ 0, trừ 3 vào bốc phương trình. Ok, câu số 7. Miền nghiệm của hệ bốc phương trình là miền chứa điểm nào trong các điểm sau? Rồi, miền nghiệm chứa điểm nào? Thì mình lấy từng điểm mình thay thôi. Thay điểm vào hệ bốc phương trình. Rồi bây giờ ví dụ như cô thay vào câu bốc phương trình thứ nhất trước đi nha. Là 3x trừ 4y. Cô bấm bốc phương trình thứ nhất trước cộng 12. Bây giờ cô côn từng điểm một ha. 1 bằng trừ 3 bằng. Nó ra 27 lớn hơn bằng 0, đúng nè. Câu B cô thay là 4, 3. Nó ra 12 lớn hơn bằng 0, đúng luôn. Trừ 11. Câu C sai nè. Câu C sai bởi vì nó ra trừ 11 không có lớn hơn bằng 0. Câu D ra 18 đúng luôn. Rồi tiếp tục. Bây giờ thế cái câu bốc phương trình thứ hai là x cộng y trừ 5. Giờ mình sẽ côn câu A là 1 trừ 3. Nó đây là trừ 7. Trừ 7 lớn hơn bằng 0 đâu. Sai. Vậy câu A này loại nè. Tiếp tục thay điểm N vô. 4, 3. Nó ra 2. Đúng. Thay câu D vô coi. Trừ 2 bằng trừ 3 bằng. Trừ 10. Sai luôn. Rồi vậy đáp án của mình ra được là câu B. Tại vì mình thấy là thay vô nó đúng. 7B 8. Tập xác định của hàm số y bằng x trừ 2 phần x bình cộng 3x trừ 4 là. Rồi muốn tìm tập xác định của hàm số này thì mình sẽ cho mẫu khác không, bởi vì hàm số này chứa mẫu ha. Rồi điều kiện cô sẽ ghi là x bình cộng 3x trừ 4 khác không. X bình cộng 3x trừ 4 khác không thì sẽ tương đương với x khác 1 và x khác trừ 4. Vậy đáp án của mình là câu B. Câu số 9. Cho hàm số fx bằng 2x cộng 1 tính giá trị của f1. F1 nghĩa là mình sẽ lấy số 1 mình thay vào cho chữ x thì nó sẽ bằng là 2 nhân 1 cộng 1 là bằng 3. Vậy đáp án B. Câu số 10. Cho hàm số y bằng tọa độ đỉnh của B là. Tọa độ đỉnh y có tọa độ là trừ b phần 2a và trừ delta phần 4a. Vậy đáp án của mình là câu D. Câu số 11. Cho bảng biến thiên như sau. Bảng biến thiên trên là của hàm số nào? Rồi bây giờ mình nhìn vào cái bề lõm của bảng biến thiên trước thì mình thấy bề lõm nó quay xuống nên là hệ số A của mình âm. Hệ số A âm thì mình loại được câu C và câu A. Bây giờ chỉ còn lại là câu B với câu D thôi. Thì câu B với câu D bây giờ mình sẽ đi kiểm tra đỉnh ha. Mình kiểm tra cái tọa độ đỉnh. Hay nói cách khác là mình lấy điểm 2, 7 mình thay vào trong hai cái BD thử coi. À mà phải là đỉnh nha. Thì cái cách bấm đỉnh là bạn bấm phương trình bậc 2. Bạn bấm phương trình bậc 2, bạn nhập cái phương trình cái vế bên phải á, nhập theo x á.
Xong cái trong máy tính của mình bạn ra được đầu tiên là nghiệm thứ nhất, tiếp theo là nghiệm thứ hai, thì hai nghiệm đó chính là giao điểm với trục hoành. Rồi bạn bấm thêm vòng nữa nó sẽ ra giá trị lớn nhất hoặc là giá trị nhỏ nhất. Thì cái x và y của cái giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất đó chính là tọa độ đỉnh. Cái này nếu như bạn không hiểu thì bạn có thể hỏi lại cô ha. Còn tại vì cô thấy hiện tại là học sinh của mình đó, nhiều bạn biết về cái lệnh bấm đó luôn á. Nên là bạn coi thử, nếu mà bạn chưa biết bấm thì bạn hỏi lại giáo viên nha. Rồi, bấm ra thử coi. Thì cô thấy đáp án B là đúng. 11B nha. Và độ đỉnh của nó là 27. Rồi, có số 11 xong 12. Một quả bóng khi được đá lên, nó sẽ bay theo quỹ đạo của một cung parabol trong mặt phẳng tọa độ OTH. Trong đó T là thời gian kể từ khi quả bóng đá lên, H là độ cao được của quả bóng. Giả sử quả bóng đó được đá lên từ độ cao 1,1 mét. Rồi, cô chỉ đọc qua như vậy thôi. Bây giờ đối với cái bài này thì chúng ta phải đi vẽ sẵn cái hệ trục tọa độ. Bởi vì bạn biết người ta đã cho là cái quỹ đạo của quả bóng nó bay theo cái quỹ đạo của một cung parabol trong hệ trục tọa độ OTH luôn rồi ha. OTH thì mình vẽ hệ trục OTH ra. Rồi, bây giờ nó nói là quả bóng được đá lên từ độ cao 1,1 mét, có nghĩa là bắt đầu là chưa có một cái dây nào hết tại thời điểm T bằng 0. Thì quả bóng này nó đang ở vị trí 1,1 rồi. Rồi, sau đó một giây nha. Thì quả bóng ở độ cao 8,6 mét. Vậy đây là 8,6 nè. Rồi, sau đó 2 giây thì nó ở độ cao 6 mét, có nghĩa là nó lại đi xuống rồi. Rồi, vì nó hợp lý một tí nha. Ok, và đây là thời điểm 1,1 đây. 1,1 đây là 6 ha. Thì nó đến đây, xong rồi nó xuống lại. Rồi, đây là thời điểm 2 giây. Và không biết là nó sẽ đi tới đâu nữa, chắc là nó chạm mặt đất. Rồi. Ừ. Thì bạn thấy là cái parabol ở bên cái parabol này nè, cái quỹ đạo này nè, nó sẽ là một parabol P có dạng là y bằng ax bình, à không phải là y mà là h nha. H bởi vì ở đây mình đang nói theo hệ trục OHT. Rồi, ở OTH chứ. Thì h nó sẽ bằng là at bình cộng với bt và cộng với c, được chưa? Thì có ba cái điểm parabol P nó đi qua 3 điểm. Nó đi qua 3 điểm. Điểm thứ nhất là có tọa độ là 0, 1,1. Rồi điểm thứ hai có tọa độ là 1, 8,6. Và điểm thứ ba có tọa độ là 2, 6. 2, 6. Đó. Nên ta được hệ phương trình. Nên ta được hệ phương trình. Hệ phương trình là. Rồi, bây giờ cô sẽ thay đầu tiên vô là 0, 1,1 nha. 0, 1,1 là C bằng 1,1 nè. Rồi tiếp theo là 1, 8,6 là A cộng B cộng C bằng 8,6 nè. Rồi tiếp theo là 2, 6 thì mình sẽ được là 4A cộng với 2B cộng với C là nó bằng 6 nè. Rồi bấm máy tính sẽ nó ra được là hệ số ABC. ABC có. Rồi cô đã bấm máy ra được ABC rồi nha. A của mình là bằng 101 phần 20. Rồi B của mình là bằng 251 phần 20. Và C của mình là bằng 11 phần 10. Rồi bây giờ cái đề nó yêu cầu là độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được. Thì mình sẽ đi tìm độ cao lớn nhất, có nghĩa là cái tung độ đỉnh của parabol đó. Nhưng mà bây giờ mình kết luận cái parabol trước đây. Vậy thì suy ra là h bằng ha, h
H sẽ bằng là trừ 101 phần 20 T bình cộng với 251 phần 20 T cộng với 11 phần 10. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm đỉnh của H nha. Đỉnh có tọa độ là, đỉnh Y sẽ có tọa độ là, mình sẽ lấy trừ B chia cho 2A ha. Trừ B chia cho 2A là 251 phần 20 chia cho 101 phần 10 là bằng 251 phần 202. 251 phần 202. Rồi bây giờ mình tính tung độ nha. Bình cộng 251 phần 20 nhân A cộng. Rồi nó đây là 8,8797. Rồi, vậy thì suy ra H max có nghĩa là độ cao lớn nhất của cái quả cầu đạt được, đó chính là quả bóng đạt được đó chính là 8,897 mét. Rồi, vậy đáp án của mình là câu C. Câu số 13. Số gần đúng của pi với độ chính xác d bằng 0,01 là. Rồi bây giờ trước mắt là cô đổi pi ra dạng thập phân cái đã ha. Thì pi nó bằng là, bạn bấm thử đi. Pi nó bằng bao nhiêu? 3,141592654. Đó. Bây giờ độ chính xác d của mình là bằng 0,01 và cô lấy d cô nhân cho 10 thì nó ra là 0,01. 0,01 thì chúng ta sẽ làm tròn đến hàng hàng phần trăm, đến hàng phần trăm, được chưa? Hàng phần trăm chính là sau dấu phẩy hai số đó, đó làm tròn đến hàng phần trăm. Vậy thì suy ra pi xấp xỉ với 3,14, bởi vì sau số 4 là số 1 nên 3,14 nên đáp án của mình là câu B. Câu số 14. 14 nha. Thống kê số cuốn sách của mỗi bạn trong lớp đại học năm 2021, bạn Thành thu được kết quả như bạn sau. Hỏi năm 2021 mỗi bạn trong lớp đọc được trung bình bao nhiêu cuốn? Rồi, có nghĩa là chúng ta sẽ đi tính số trung bình. Số trung bình thì sẽ bằng là số xuống cuốn sách nhân cho số bạn rồi cộng hết tất cả các cột nó lại. Là nghĩa là mình lấy 3 nhân 6 cộng với 4 nhân 15 cộng với 5 nhân 3 cộng với 6 nhân 8 cộng với 7 nhân 8. Dòng trên được hiểu là dòng giá trị, dòng dưới được hiểu là tần số các bạn. Rồi, chia cho tổng số bạn. Tổng số bạn bây giờ bạn bấm thử đi. 6 cộng 15 cộng 3 cộng 8 cộng 8. Là lớp này đã có 40 học sinh. Vậy chia cho 40 thì nó sẽ ra bằng bao nhiêu nha? 3 nhân 6 cộng 4 nhân 15 cộng 5 nhân 3 cộng 6 nhân 8 cộng 7 nhân 8. Rồi chia cho 40. Nó ra là 4,925. Vậy đáp án của mình là câu B. Câu số 15. Khoảng tứ phân vị của mỗi số liệu là. Rồi bây giờ muốn tìm tứ phân vị thì chúng ta phải đi sắp xếp mỗi số liệu. Giờ cô sắp xếp lại trước đã ha. Sắp xếp, đầu tiên là mình phải sắp xếp. Nhỏ nhất đứng trước là 9 nè. Rồi tới 15, ở tới 10. Rồi 15, 18, 19, 19, 27, 30, 40, 46, 100 và 200. Coi đủ số chưa nha? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Đủ số, ok. Rồi, ở đây chúng ta có n bằng 11. Có nghĩa là cỡ số liệu ở đây là 11 nha. Kích thước của một số liệu. Vậy thì tứ phân vị thứ hai được ký hiệu là Q2 đó, nó chính là bằng giá trị thứ sáu. Đây là 1 2 3 4 5 6, có nghĩa là nó bằng 27. Đây. Đây là Q2 nè. Rồi. Vậy bên trái cái Q2 này có 5 số liệu thì giá trị trung vị của nó là, đây là Q2 nha. Rồi. Cái này là Q3 đúng chưa? Rồi, đây là Q1 sẽ bằng 15. Q1 bằng 15, cô
tắt chuông rồi mà thấy. Rồi Q3. Q3 là bằng 46. Rồi. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi tính delta Q, chính là khoảng thứ phân vị. Nó sẽ bằng Q3 trừ cho Q1 là bằng 46 trừ 27. 46 trừ 27 là ra nhiêu? 19. Vậy đáp án của mình là câu B. 15. Ủa khoan, sai rồi. Phải là 46 trừ cho 15 chứ, Q3 trừ Q1 nè. 46 trừ 15 là 31. 31, vậy đáp án của mình là câu D. Câu số 16. Cho gốc alpha là gốc tù. Khẳng định nào sau đây đúng? Câu A, tan lớn hơn 0. Rồi, cô nói luôn ha. Nếu như alpha là gốc tù, góc tù là góc lớn hơn 100, lớn hơn 90 độ và bé hơn 180 độ thì chỉ có sin dương thôi. Còn lại là cos, tan, cotan đều âm. Vậy thì đáp án đúng của mình là câu B. Được chưa nè? Tan phải âm, cotan phải âm và sin phải dương. Rồi đáp án B nha. Câu số 17. Câu số 17. Cho tam giác ABC có BC bằng 12, góc BAC bằng 30 độ, tính bán kính R của đường trường ngoài tiếp tam giác ABC. Rồi, đây chúng ta sẽ sử dụng định lý sin. Định lý sin, cô sẽ nhắc lại định lý sin, cô không có vẽ hình nha. Định lý sin là A chia cho sin của góc A thì sẽ bằng 2R lớn. Được chưa? Thì A của mình chính là cạnh BC, còn sin của góc A chính là sin của góc BAC. Rồi, chia cho 2R lớn. Rồi, vậy suy ra là BC là bằng 12 nè, chia cho sin của 30 độ, rồi, bằng 2R lớn. Rồi, chia cho 2. Vậy đáp án của mình là câu D. Câu số 18. Cho tam giác ABC có chiều cao có AB, AC và yêu cầu đi tính chiều cao. Tính chiều cao nha. Rồi, để tính chiều cao thì chúng ta chỉ có một công thức để áp dụng thôi, đó là diện tích. Bây giờ đi tính diện tích tam giác trước cái nè. Thì diện tích tam giác ABC nó có rất nhiều công thức. Và ở đây cô thấy nó có hai cạnh và một góc thì cô sẽ tính theo công thức là 1 phần 2 BC nhân sin của góc A. Thì nó chính là 1 phần 2 lần AC nhân với AB nhân với sin của góc BAC. Rồi, là bằng 1 phần 2 lần 8 nè, 5 nè và sin của 60 độ. Là bằng 10 căn 3. Rồi được chưa? Diện tích tam giác còn được tính theo cái công thức là 1 phần 2 lần AH. AH là đường cao đúng không? Nhân với BC. Ủa BC chưa có nha. BC chưa có. Để cô vẽ cái tam giác ra đây đi. Đây nói là không vẽ. A nè, C nè, B nè. Rồi. Bây giờ cô đi tính BC trước cái đã nha. Cô đi tính BC trước. Thì để tính BC thì chắc chắn là chúng ta phải dùng vào định lý cos rồi. Định lý cos. BC bình nó chính là A bình đó. Thì sẽ bằng là B bình cộng C bình trừ 2BC nhân cos của góc A là bằng 8 bình cộng với 5 bình trừ 2 nhân 8 nhân 5 nhân cos 60 độ. Rồi bấm đi. 8 bình cộng 5 bình cộng 2 nhân 8 nhân 5 nhân cos 60 độ là bằng 129. 129. Căng ra. U, chỗ này dấu trừ. Sai, cô sai nha. 49. 49. Rồi.
Vậy thì suy ra BC của mình nó sẽ bằng là 7. BC bằng 7. Vậy bây giờ cô thế xuống dưới đây. Rồi. Đây là dấu cộng thứ nhất nha, đây là dấu cộng thứ hai nha, và đây là dấu cộng thứ ba nha. Rồi diện tích tam giác lúc nãy mình đã tính là 10 căn 3 nè. 1 phần 2 viết lại nè, AH viết lại nè. BC là 7 nè. Thì tương đương với AH sẽ bằng 20 căn 3 chia cho 7 là 20 căn 3 vâng 7. Vậy đáp án của mình là câu B. Rồi mặc dù nó hơi dài thôi nhưng mà 18B nha. Nhưng mà bạn chịu khó tính thì nó cũng ra đó. Rồi, tiếp theo câu số 19. Câu số 19. Cho hình lục giác đều như hình vẽ, vectơ AF cùng hướng với vectơ nào sau đây? AF cùng hướng với vectơ nào sau đây? AF đây, vectơ màu đỏ, để cô vẽ màu đỏ lên đi nghe. Rồi. Vectơ này cùng hướng thì nó sẽ cùng hướng với vectơ BO, OE, BE và CD, đúng chưa? Rồi, vậy đáp án của mình là câu C, vectơ BE. Câu 20, khẳng định nào sau đây đúng? Hai vectơ A và KA luôn cùng phương. Chưa chắc. À đúng rồi, cùng phương. K lần vectơ này sẽ cùng phương với vectơ ban đầu. Ha. Câu A, câu C. Vectơ A và K lần vectơ A có độ dài bằng nhau, sai. Độ dài của K lần vectơ A nó sẽ bằng trị tuyệt đối của K nhân với độ dài của vectơ A ha. Rồi. K dương á, thì hai vectơ này cùng hướng, còn K âm thì hai vectơ này ngược hướng, nên là chỉ có câu A đúng thôi. Còn lại là sai. Chỗ này phải là có độ dài, không phải là không không phải là bằng nhau mà khác nhau. Cùng hướng khi K lớn hơn 0 và ngược hướng khi K bé hơn 0. Rồi. Câu 21. Cho tam giác ABC điểm G thỏa mạng AK bằng vectơ AK bằng 3 lần vectơ KG. Y là trung điểm của cạnh AB. Xác định vị trí của điểm K thỏa mãn vectơ KA cộng. Rồi, hỏi K là điểm điểm nào? Dù cô coi thì cô không vẽ hình, cô làm được không nha? Vectơ KA cộng vectơ KB cộng 2 lần vectơ KC. Rồi. Bằng vectơ O. Bây giờ mình nhắm nhắm là mình phải làm dựa vô cái điểm K với cái điểm G ở trên này. Rồi chắc là phải vẽ cái hình đó. Bởi vì nó có nói đến trung điểm nè. Y là trung điểm của cạnh AB. Rồi. Vectơ AK bằng 3 lần vectơ KG. Rồi hết là không bị điểm G được. Ok. Rồi vậy thì vectơ KA mà cộng vectơ KB thì có phải là bằng 2 lần vectơ KY không? Rồi tiếp tục nha. Rồi, cô bỏ luôn số 2 thì tương đương với vectơ KY cộng vectơ KC là bằng vectơ 0. Nếu mà vectơ KY cộng vectơ KC mà bằng vectơ 0 thì suy ra K là trung điểm. K là trung điểm của CY. Đúng chưa? K là trung điểm của CY, vậy là đáp án của mình là câu B rồi. Rồi. Câu 22. Cho tam giác ABC gọi MN là các điểm thỏa mãn cái điều này. Rồi tìm điểm K để 3 điểm MNB thẳng hàng. Muốn tìm điểm K để 3 điểm MNB thẳng hàng thì bây giờ chúng ta phải đi chứng minh là vectơ MN bằng vectơ K lần vectơ MB hoặc là vectơ MN bằng N lần vectơ bằng K lần vectơ NB chẳng hạn hả? Bây giờ tìm K, K là cái gì đây? Rồi. Bây giờ đầu tiên thì mình phải xác định được là mình cần cái gì nha. Bây giờ cô chọn là vectơ MN sẽ bằng K lần vectơ MB đây.
Làm vectơ MB. Cũng chưa chắc hơn. Nói chung là biết cái số này nó có trùng không? M đi. Bây giờ đi phân tích vectơ MN cái đã. Phân tích vectơ MN theo vectơ AB và vectơ AC nha. Phân tích vectơ MN theo vectơ AB và vectơ AC. Rồi, đây là ý thứ nhất. Thì ta có nè. Vectơ MN cô chèn điểm A vào đây, nó sẽ bằng vectơ MA cộng vectơ AN. Đây là bài toán phân tích vectơ. Mà theo như cái đề mà nó cho tam giác ABC mà có vectơ MA cộng vectơ MB mà bằng vectơ 0 á, thì rõ ràng nó cho như vậy thì M là trung điểm của AB nha, M là trung điểm của AB. Vậy thì vectơ MA nó sẽ bằng là trừ 1 phần 2 lần vectơ AB. Còn N là điểm như thế nào? 2 lần vectơ NA cộng 3 lần vectơ NC bằng vectơ 0. Vậy thì cô lấy cái đoạn AC cô chia ra làm 5 phần. Được chưa? Rồi 2 lần NA là điểm N nó nằm ở đây nè. 2 lần NA có nghĩa là 6 phần nhỏ. 3 lần NC có nghĩa là 6 phần nhỏ và cộng lại là bằng 0. Bởi vì hai cái vectơ này ngược chiều là điểm N nằm đây. Thế thì vectơ AN nó sẽ bằng là 3 phần 5 lần vectơ AC. Được chưa? Rồi. Một một vectơ. Tiếp theo là mình sẽ đi biểu diễn vectơ MB theo vectơ AB và vectơ AC đi. Vectơ MB á thì mình sẽ dựa vào cái điểm cái đẳng thức vectơ ở cuối cùng kìa. Rồi, có vectơ BC bằng K lần vectơ BB. Đó, vậy bây giờ cô chèn điểm M vào đây nha. Thì là vectơ MB cộng vectơ MC. Đâu? Sai rồi. À trừ hay là BM thì là trừ MB đi. Rồi K lần vectơ BM cộng K lần vectơ MB. Được chưa? Rồi. Cũng đưa về vectơ AB với AC luôn nha. Thì trừ vectơ MB nó sẽ bằng trừ 1 phần 2 lần vectơ AB này. Còn vectơ MC, MC thì lại bằng MA cộng ồ. Vậy chỗ này nãy giờ chèn điểm B, điểm M là không nên rồi. Cô chèn điểm khác nghe. Cô chèn điểm A vào đây đi. BA BA cộng vectơ AC. Rồi là bằng trừ vectơ AB này cộng vectơ AC nè. Vectơ MB là K nè. BM chứ, BM là bằng trừ 1 phần 2 lần vectơ AB nè. Rồi cộng K lần vectơ MB nè. Dù cô gom lại nghe. Thì tương đương với trừ 1 phần 2 chuyển qua là cộng 1 phần 2. 1 phần 2 trừ 1 K phần 2 nè, trừ 1 lần vectơ AB cộng vectơ AC là nó bằng K lần vectơ MB. Được chưa? Rồi, cô quay lại cái ý trên đầu này, cô có sửa cái ý này một chút xíu. Để chứng minh 3 điểm thẳng hàng thì mình sẽ chứng minh vectơ MN cùng phương với vectơ MB. Được không nè? Rồi bây giờ mình ra được đến đây rồi, mình ra được đến đây rồi thì bây giờ mình sẽ làm sao? Mình chia cái hệ số k xuống luôn đi ha. Mình chia cái hệ số k xuống. Bây giờ mình kiểm tra là k khác không nha, k khác không. Nếu như k khác không thì mình chia cái hệ số k xuống thì chỗ này nó sẽ được là cô quy đồng mẫu luôn nha. K trừ 2 phần k lần vectơ AB cộng cho 1 phần k lần vectơ AC sẽ bằng vectơ MB. Rồi, bây giờ xong rồi đó. Mình được vectơ MN rồi nè. Mình được vectơ MB rồi nè.
Rồi. Bây giờ để cho vector MN cùng phương ký hiệu là song song á mấy mẹ. Cùng phương với vector MP thì hệ số đứng trước vector AB nó sẽ tỷ lệ hệ số đứng trước vector AB sẽ bằng tỷ lệ hệ số đứng trước vector AC. Vậy bây giờ mình sẽ lấy là trừ 1 phần 2 mà chia cho k trừ 2 phần k thì nó sẽ bằng với 3 phần 5 chia cho 1 phần k nha. Rồi tương đương với trừ 1 phần 2k sẽ bằng 3 nhân với k trừ 2 phần 5k. Rồi. Đúng không? Coi rút gọn thử coi. K khác không nha mấy bạn nha. Đang xét k khác không? Tí nữa xét k bằng không sau. Vậy thì suy ra là trừ 5k sẽ bằng là 6k nhân với k trừ 2. Đúng không? Thì nó ra là 6k bình cộng 5k. Cộng 5k với trừ 12k là thành trừ 7k. Trừ 7k. K bằng 7 phần 6 à. Trừ 12 cộng 5. Trừ 12 cộng 5. Đúng không? Ba nhân k trừ hai. Ủa? À, bên đây có thiếu số 2 nè. Chỗ đây có thiếu số 2. Chỗ này thiếu số 2. Vậy thì 5k thôi. 5k. 5k là 3k. 3k là 3k bình trừ 6. Rồi k bằng 3. Đâu? Chỗ này là trừ k. Rồi k bằng 1 phần 3. Rồi k bằng 1 phần 3 nha. Còn bây giờ mình sẽ đi xét cái trường hợp mà k bằng 0 thử nha. À, hồi nãy là mình xét k khác 0. Ok. Bây giờ nếu như k mà bằng 0. Rồi, k bằng 0 thì suy ra là vector MP ở đâu? 0 lần vector MB sẽ bằng là trừ vector AB cộng vector AC. Thì bạn thấy nó vô lý không? À, vector AC trừ vector AB sao mà bằng 0 được? Bởi vì hai vector này đâu có bằng nhau đâu. Nên là vô lý. Vô lý. Thành ra là cái trường hợp K bằng 0 là loại nha. K bằng 0 là loại. Rồi. Vậy thì mình thấy là chỉ có một cái K duy nhất thôi là K bằng 1 phần 3 và đáp án của mình là câu C. Rồi cuối cùng câu xin lỗi, tiếp theo là câu 23. Cho hình chữ nhật ABCD có AB bằng AD bằng, tính độ dài của cái tổng vector này. Giờ cô vẽ cái hình chữ nhật ra đã. A B C D 2 3. Rồi bây giờ độ dài của vector gì viết lại nha. Vector AB cộng với 2 lần vector AD cộng với vector BC. Rồi. À, thì bây giờ mình sẽ đưa cái tổng bên trong này về một vector mà thôi. Đưa cái tổng bên trong này về một vector thôi, cô bỏ cái dấu độ dài đi nha. Rồi mình sẽ đưa cái tổng này về một vector. Thì vector AB cộng với vector mình có AB AD thì nó bằng BC này. Vậy thì vector AB cô viết lại nè. Cộng 2 lần vector AD cô viết lại nè. Vector BC thì nó bằng vector AD đây, cô viết như thế này. Vậy thì có phải là nó sẽ ra vector AB cộng với 3 lần vector AD không?
AB mà cộng với 3 lần AD thì đâu giải quyết được vấn đề gì đâu đúng không? AB thì nó lại bằng vectơ DC. À không, từ từ. Cũng không không được gì hết. Rồi, vậy thì chỗ này cô từ từ cô làm lại nha. Vectơ AB mà cộng vectơ AD theo quy tắc hình bình hành thì nó lại bằng vectơ AC. Vậy thì AB với AD cô viết lại là bằng AC. Cộng với 2 lần vectơ AD. Rồi. Vectơ AC mà cộng với 2 lần vectơ AD thì nó bằng cái gì đây? Nó bằng cái gì đây? Rồi, suy nghĩ một chút coi làm sao để mất cái số 2 kia ta. Bây giờ nếu mà vẽ thêm thì nó hơi bị dài luôn á. Mà thôi vẽ thêm đi. Bây giờ AD đến đây rồi đúng không? Cô sẽ vẽ thêm bằng màu đen nha. Rồi đây đây. Rồi đây là AC này. AC. Thì vectơ hai lần vectơ AD này mà cộng vectơ AC thì nó sẽ bằng cái vectơ đường chéo này. Đó. Hơi khó nhìn nha. Để BC đi. BC thay vì làm AD thì mình làm BC thôi. AC mà này. Đây. Đây. Rồi để cô làm lại cho bạn coi nha. Rồi cô xóa hết đi, cô làm theo BC ha. Rồi vectơ AB cô viết lại nè. AB cô viết lại. Rồi. BC AB mà cộng BC thì nó sẽ bằng là vectơ AC. Đúng không? Chỗ này là nó ra là vectơ AC nè. Cộng với 2 lần vectơ AD. 2 lần vectơ AD thì nó chính là 2 lần vectơ BC. Đúng chưa? Ủa? AB cộng BC. AB cộng BC. AB cộng BC. Là AC. AC. Vậy thì chỗ này cô vị nó bị sai. Rồi từ từ nha. AC, BC, hai lòng BC với BC thì cô sẽ nối nó ra đây. Đây. Hồi nãy cô tưởng đâu là trung điểm đầu được nhưng mà không. Rồi. Ok luôn. Cô gọi điểm này là điểm E đi ha. Rồi ba đoạn này bằng nhau nha. Thì nó sẽ bằng là vectơ AC cộng với vectơ CE. Được chưa? Hai lòng vectơ BC chính là vectơ CE. Thì nó sẽ bằng vectơ AE. Rồi. Vậy bây giờ mình làm gọn hết rồi, mình gắn vào đánh dấu độ dài. Độ dài. Độ dài. Độ dài. Độ dài. Độ dài. Rồi thì nó chính là bằng đoạn AE. Đoạn AE này thì mình sẽ dựa vào tam giác ABE. Nghe. Tam giác ABE người ta có góc vuông là vuông tại E rồi. Ở vuông tại B rồi. Tam giác ABE vuông tại B, ok chưa? Vậy thì AE nó sẽ bằng căn bậc 2 của AB bình cộng với BE bình. Rồi, thế số vô nè. Đó chính là căn bậc 2 của AB là bằng 2 nè. BE là bằng 3 lần BC là bằng 9 nè. Rồi, 2 bình với 9 bình là nhiêu? 9 bình 81. 81, 85, căn của 85. Đó, căn của 85. Rồi và đáp án của mình là câu C, 23C. Câu 24. Câu 24. Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng 30 độ. Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng 30 độ. AC là bằng 2. Đây là góc A nè. B nè, C nè.
Góc B bằng 30 độ nè. Rồi AC là bằng 2 nè. M là trung điểm của BC nè. À, tính tích vô hướng của vectơ AM nhân vectơ BM. Rồi. À, tính tích vô hướng thì chúng ta phải cố gắng đưa về trung điểm đầu. Trung điểm đầu là đưa về trung điểm M đó. Thì vectơ AM nó sẽ bằng trừ vectơ MA, vectơ BM nó sẽ bằng trừ vectơ MB. Rồi trừ nhân trừ là thành cộng. Vậy là bằng vectơ MA nhân với vectơ MB. Rồi vectơ MA nhân vectơ MB thì sẽ bằng là độ dài của MA nhân độ dài của MB. Rồi nhân cho cos của góc tạo bởi MA và MB. MA và MB. À, thực ra cô cũng chưa thấy vectơ MA nằm đâu. Rồi đây. Nha. Rồi. Giờ ra được đến đây làm được tiếp được không? Hay là có phải biến đổi gì không? Góc này thực ra mình chưa biết nó bằng bao nhiêu độ luôn á đúng không? Góc này chưa biết bằng bao nhiêu độ. Vậy thì nếu như đi theo hướng này thì cái việc mà xác định cos của góc BMA cũng được, nhưng mà nó hơi dài chứ không phải là không nha, tính được nhưng mà hơi dài thôi. Vậy bây giờ mình chuyển hướng đi, mình không làm theo kiểu này, mình làm theo kiểu khác. À, theo cô là bạn nên đưa về các vectơ cạnh của tam giác ABC. Ví dụ như vectơ AM. AM thì bây giờ cô sẽ chèn vào đây điểm B nha. Thì nó sẽ là vectơ AB cộng với vectơ BM nè. Rồi. Nhân với vectơ BM. Được chưa? Thì nó sẽ bằng vectơ AB nhân với vectơ BM cộng cho BM bình. BM nhân BM là thành BM bình. Rồi cô viết lại xuống dưới đây Trời có mưa không ta? rồi viết lại nghe, là bằng vectơ AB nhân với vectơ BM rồi cộng với BM bình. BM thì tính được nè. Rồi AB nhân BM thì là sẽ là bằng trừ vectơ BA nhân với vectơ BM. Ồ nó gọn hơn rồi đó mấy đứa, cộng cho BM bình thôi. Bây giờ mình sẽ đi tính BM trước đi ha. BM. À, tính BC trước. BC. BC thì nó bằng cái gì? Mình có cái cạnh AC là cạnh đối so với góc B, cạnh BC là cạnh huyền. Vậy thì dùng sin. BC nó sẽ bằng sin của góc 30 độ nhân với tìm sin lấy đối chi huyền. Tìm sin lấy đối chi huyền. Vậy nếu mà tính như đây là sai. Tìm sin lấy đối chi huyền. Vậy thì bây giờ mình BC là mình sẽ lấy AC chia cho sin của góc 30 độ. Cô sẽ tự nhiên viết bút đỏ nha. Rồi, là bằng 2 chia cho sin của 30 độ. Sin 3 là 1 phần 2, vậy là bằng 4. BC bằng 4 thì suy ra là BM sẽ bằng 2. Rồi, ok. Bây giờ thế vô nha. À, tích vô hướng thì sẽ bằng là BA nhân cho BM nhân cho cos của góc B cộng cho BM bình. Rồi, có hết rồi đó. Giờ thế vô luôn. Là trừ BA. Ủa BA chưa tính hả? Rồi BA tính ra bên này luôn đi. BA thì sẽ bằng là căn bậc 2 của BC bình trừ cho AC bình. Rồi bằng căn của 16 trừ 4 là căn 10. À đâu 2 căn 3. 2 căn 3 rồi. Thế vô nha. 2 căn 3. BM là bằng 2 nhân với cos 30 cộng với 2 bình là bằng trừ 2 căn 3 nhân 2 nhân cos 30 độ cộng 4. Đó đây là trừ 2. Và đáp án là câu A. Rồi, câu tiếp theo câu 25. Cho tam giác đều ABC có đường cao AH, tính góc giữa hai vectơ BH và AB. Vẽ cái tam giác ra đã. Ờ, cô vẽ mô phỏng thôi ha. Rồi. Tam giác này đều AH đây. Đều thôi, cô viết ba góc bằng nhau đi. Rồi, AH vuông góc nè. Thì H nó là trung điểm luôn nè. BC nè.
Bây giờ tính góc giữa vectơ BH và vectơ AB. BH và AB. Rồi. BH là đây nè. AB là đây nha. Hai vectơ này chưa hề chung điểm đầu. Chưa hề chung điểm đầu luôn. Vậy thì một á là bạn đi vẽ. Hai á là bạn sẽ đi BH AB. Ồ, cô vẽ số này là được chứ gì? AB BH. Ok. Rồi để cô copy cái hình này ra nghe. Bạn sử dụng tích vô hướng cũng được, mà bạn để vẽ hình cũng được. Nói chung là mình đang làm trắc nghiệm thì nó cũng dễ chịu thôi. Rồi. AB nè. BH nè. Bây giờ AB cô sẽ biểu diễn bằng vector BD đi. Vector BD này cùng hướng với vector AB nha. Thì ta có vector AD ở đâu? AB. Vector AB cùng hướng. Cùng hướng với vector AB cùng hướng với vector BD. Được chưa? Nên suy ra góc giữa hai vector BH và vector AB. Muốn tính góc giữa hai vector thì mình phải đưa nó về chung điểm đầu. Mà chung điểm đầu thì hoàng không á, thì bạn phải biểu diễn thành hai vector khác cùng hướng với hai vector ban đầu, rồi mình tính góc giữa hai vector mới đó. Thì ở đây BH thì cô giữ lại, nhưng mà AB thì cô thay bằng vector BD. Thì nó lúc này nó đã chung điểm đầu rồi, bạn thấy không? Thì nó chính là góc HBD. HBD là góc này. Thì mình có góc trên này là 60 độ, vậy thì cái góc dưới này của mình nó sẽ là 150 ở đâu? 120. 120 bởi vì hai góc này kề bù. Nên góc này nó sẽ bằng 180 độ trừ cho góc 60 độ là bằng 120 độ. Vậy đáp án của mình là câu D. Câu D. 120 độ. Rồi. Vậy là cô đã hoàn thành xong 25 câu trắc nghiệm. Bây giờ mình chuyển qua tự luận nha. Rồi, chuyển qua câu 26. Tự luận. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2021 được cho trong bảng sau. Thì cái bảng này bạn chỉ còn quan tâm dùm cô cái dòng GDP thôi. Câu A, tính số trung bình và khoảng tứ phân vị của tốc độ tăng trưởng GDP cho trong bảng này. Rồi, có một cái là bây giờ cái bảng thì nó nằm ở trên này, mà cái phần giải của mình thì ở dưới. Thì cô sẽ cắt cái bảng này xuống dưới để cô nhìn cho nó dễ nha. Rồi, cô cắt nó, cô để nó trong đây. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm số trung bình và khoảng tứ phân vị, phương xa và độ lệch chuẩn nữa. Rồi, ok. Bây giờ cô giải quyết trước, đầu tiên là cô làm câu A. Câu A là số trung bình. Hiện tại số trung bình thì mình không cần phải sắp xếp mẫu dữ liệu. Số trung bình thì cô sẽ thấy là ở đây nó có 2, 4, 6, 8, 5. Nghĩa là N ở đây là bằng 8 nha. N ở đây là bằng 8. Rồi, thì số trung bình sẽ được tính bằng cách lấy 5,98 cộng 6,68 cộng 6,21 cộng với 6,81 cộng 7,08 cộng 7,02 cộng 2,91 cộng 2,58. Rồi. Tất cả cô đi chia cho 8. Rồi. Ký hiệu ở đây là x gạch ha, thì coi thử nó bằng bao nhiêu nha. 5,98 cộng 5,98 nó ra sắp xỉ là 5,65875. Ok, đây là số trung bình. Tiếp theo là mình tìm gì? Khoảng tứ phân vị. Khoảng tứ phân vị thì bây giờ cô sẽ đi tìm ba cái số tứ phân vị. Tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ hai. Rồi, trước khi làm tứ phân vị thì chúng ta phải đi sắp xếp cái mẫu số liệu theo thứ tự từ nhỏ đến lớn đã. Ha, sắp xếp.
chết rồi. Câu A cô hơi bành trướng thì để tính được cô con nó lại sau nha. Rồi, tiếp theo là cô sẽ sắp xếp số liệu. Sắp xếp số liệu. Rồi, nhỏ nhất sẽ là 2,58. Rồi, 2,91. Rồi, 5,98. 6,21, 6,68, 6,81, 7,02 và 7,08, 2, 4, 6, 8, ok. Thì mẫu này nó có 8 số liệu nên là tứ phân vị thứ hai của mình á, cô tính Q2 trước, nó sẽ là 1/2 của giá trị thứ tư và giá trị thứ năm. Đây. Giá trị thứ tư và giá trị thứ năm có nghĩa là 6,21 cộng với 6,68 nè. Rồi cộng lại chia đôi. Nó ra là 6,445. Rồi đây là Q2 nha. Bây giờ đi tính Q1. Q1 sẽ là trung vị của 4 số liệu bên trái. 4 số liệu bên trái thì trung vị nó sẽ là số hiệu thứ hai và số liệu thứ ba. Thì nó sẽ là 1/2 lần 2,91 cộng với 5,98 ra nhiêu? 2,91 cộng 5,98 4,445. Rồi Q3 sẽ là trung vị của 4 số liệu phía sau, thì nó sẽ là trung vị của 6, một trung bình của 6,81 cộng 7,02 bằng 6,81 cộng 7,02 bằng chia 2 bằng 6,915. Rồi ok. Vậy thì khoảng tứ phân vị chính là delta Q. Delta Q nó sẽ bằng Q3 trừ cho Q1 là bằng 2,47. 2,47. Rồi. Thì đáp án đúng của mình nó sẽ là câu nào ta? Đúng không nhỉ? Lấy 2,91. 2,91. 2,91 cộng 5,98 4,45. Rồi 4,45 đuôi sau là 6,81 cộng 7,02 chia 2 6,915 trừ 4,4. Rồi nó ra 2,47, đúng rồi đó. Cô sửa cái đáp án B nha. Nó sẽ là giá trị trung bình là 5,66. Nhưng mà cái này là phải là 2,47 thôi. 2,47. Cô sửa câu B chút nha mấy bạn. Rồi. Vậy đáp án của mình là câu B nha. Câu B. Rồi tiếp theo là nó yêu cầu tính phương sai và độ lệch chuẩn. Phương sai và độ lệch chuẩn. Bây giờ cô co cái thằng này. Cô co cái thằng này lại một chút cho hết chỗ rồi. Rồi. Câu B. Phương sai. Phương sai được ký hiệu là S bình. S bình nha. Phương sai là S bình. S bình sẽ được tính bằng cách nè. Ở trên tử á, là bạn lấy giá trị. Ví dụ như cô lấy đầu tiên là 5,98 nha, trừ cho giá trị trung bình. Giá trị trung bình là nhiêu đây? 5,66 đi. Chỗ này là 5,66, sắp xỉ 5,66 nghe. Rồi. 5,66 tất cả bình cộng với 6,68 trừ cho 5,66 tất cả bình. Hiểu được không? Rồi, cứ liên tục như vậy cho đến cuối cùng là
2,58 trừ cho 5,66 tất cả bình. Rồi đem hết cái tổng này chia cho 8. Em bấm thử nó ra nhiêu nha. Em bấm thử đi. Sáu phẩy tám mốt 7,08. Rồi 7,02. Rồi 7,02. Rồi 2,91. 2,58 chia 8 nó ra 2,96, sắp xỉ thôi ha, 2,96. Rồi vậy thì độ lệch chuẩn, độ lệch chuẩn của mình là S thì nó sẽ là bằng căn bậc 2 của S bình, nó ra là 1,72, sắp xỉ luôn. Rồi vậy thì một cái là 2,96, một cái là 1,72. 2,96, 1,72. Đáp án của mình là câu A. Xong nha. Xong rồi cô xóa cái bảng này đi nè. Rồi ok nè. Đẹp. Rồi. Tiếp theo mới là câu 26 thôi. Còn nhiều câu ở phía sau lắm. Câu 27. Thu nhập theo tháng của các công nhân trong một doanh nghiệp tư nhân được cho trong bảng sau. Tính số trung bình và mốt của mọi số liệu. Có gì? Tứ phân vị nữa. Thôi, vậy bây giờ đầu tiên cô sẽ đi sắp xếp trước đây ha. Trước sau thì cũng sai. Sắp xếp số liệu. Bảng này có 16 số liệu. Vậy dòng trên mình viết 8, dòng dưới mình viết 8 đấy nha. Nhỏ nhất của mình là 4 nè. Đến 4,5 nè. Đến 5,5 nè. Đến 6 nè. 7, 3 lần nè. Rồi đến 8 nè. 2, 4, 6, 8 rồi. 8 xong rồi đến đến nhiêu? 8 rồi nè. Rồi đến 8,5. 8,5 2 lần. Rồi đến 9,5. 9,5 xong đến 10. Chắc là cô lui lại để cô xếp hàng ngang luôn đi ha. Xếp cho đủ cái hàng ngang luôn. Sao không cóp được? Đủ thì mình biết dọc xuống cũng được. Khó ta. Rồi tới 10 rồi thì giờ viết tiếp đi. 10 rồi nha. 10 rồi thì tiếp theo sẽ là nhiêu? 11. Rồi tới 12. 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ủa giờ thiếu số gì? 9,5 2 lần. Hay quá. Rồi đây là 10 nè, là 11 nè, đây là 12 nè, và đây là 13 nè. Rồi ok, đổi số nha. Bây giờ câu A, nó là số trung bình. Số trung bình thì mình sẽ lấy hết tất cả các số này cộng lại và chia cho 16. 4 cộng 4,5 cộng 5,5 cộng 6 cộng 7, 7 cua nhân 3 luôn, cộng 8 cộng 8,5 nhân 2 cộng 9,5 nhân 2 cộng 10 cộng 11 cộng 12 cộng 13 và tất cả đi chia cho 16 bằng. Rồi. Nó hơi dài nha.
5,5 cộng 6 cộng 7 nhân 3 cộng 8 cộng 8,5 nhân 2 cộng 9,5 nhân 2 cộng 10. Phẩy năm nhân hai cộng tám cộng bảy nhân ba cộng sáu cộng 5,5 cộng 4,5 và cộng 4. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Rồi ok, nó ra là 8,1875. 8,1875. Năm cô sửa cái câu 6A của B. Cậu B 8,1875 nha. 8,26 này là 26 đúng không? Ủa 27, 27. 27 8,1875 rồi. Đây là số trung bình. Tiếp theo là mình làm mốt. Mốt là số được lặp lại nhiều nhất. Ở đây là số 7 lặp lại tới 3 lần. Được chưa? Rồi câu B. Nó hỏi là trong dịp Tết Nguyên đán, doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ 25% công nhân có thu nhập thấp nhất. Số nào trong cái số tứ phân vị giúp xác định 25 công nhân trong diện hỗ trợ? Tính giá trị tứ phân vị đó, khẳng định đúng, chọn khẳng định đúng rồi. Thì bạn hiểu rằng là trên một cái mẫu có N số liệu thì người ta sẽ chia ra làm 4 phần. Chia ra làm 4 phần, cô viết như sau nha, cô nháp lên trên này nha. Chia ra làm 4 phần bằng nhau. Một phần nè. Đây là chia nữa nè, xong rồi chia tiếp nữa nè. Đây. Thì 4 phần này bằng nhau thì cái phần thứ nhất này nó sẽ chính là tứ phân vị thứ nhất, tiếp theo là tứ phân vị thứ hai và tiếp theo là tứ phân vị thứ ba. Thì 25% số liệu ban đầu là nó sẽ nhỏ hơn tứ phân vị thứ nhất, nhỏ hơn hoặc bằng 25%. Tiếp theo là sẽ là các giá trị đi từ tứ phân vị thứ nhất đến tứ phân vị thứ hai. Rồi 25% tiếp theo sẽ là tứ phân vị thứ hai đến tứ phân vị thứ ba, và 25% còn lại là lớn hơn tứ phân vị thứ ba. Thì mẫu số liệu của mình là sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn nha. Vậy thì ở đây 25% công nhân có thu nhập thấp nhất nó sẽ là những cái con số bé hơn hoặc bằng Q1. Đó, từ Q1 trở xuống. Vậy thì ở đây cái số mà giúp chúng ta xác định được các công nhân trong diện hỗ trợ đó chính là Q1, tứ phân vị thứ nhất. Vậy thì bây giờ cô sẽ đi tính tứ phân vị thứ nhất ha. Thì mẫu này có 16 số liệu thì sẽ có 8 số liệu bên trái. Thì Q1 chính là trung vị của 8 số liệu bên trái đó. Thì 8 nó lại là đây. Bạn hiểu là từ đây qua đây là nó có 8 số nè. 8 số. Vậy thì trung vị của 8 lại là 1/2 lần x thứ 4 và x thứ 5. 1, 2, đây là x1 nha. Đây là x2 nha. Đây là x3 nha. Đây là x4 nha. Và đây là x5 nha. Rồi, vậy thì nó sẽ là 1/2 lần 6 cộng 7. 1/2 lần 6 cộng 7 nó chính là bằng 6,5. Vậy thì đáp án của mình đúng á. Đáp án đúng là Q1 bằng 6,5. Câu D. Câu D. Rồi. Câu B. Câu 27B xong nha. Rồi chuyển qua cho cô câu 28. Câu 28. Tập xác định của hàm số y là gì? Chọn khẳng định đúng. Rồi quả ra câu này thì dễ nè. Khi bạn làm tập xác định của hàm số thì bạn sẽ là nhìn vào cho cô cái mẫu và cái căn. Cái mẫu và cái căn. Thì ở đây mẫu là 3x-6 và có căn luôn. Căn của x cộng 2. Đó. Vậy thì điều kiện ở đây là mình sẽ cho mẫu khác không? Là 3x-6 lớn hơn khác không? 3x-6 khác không? Và x cộng 2 phải lớn hơn hoặc bằng không? Vậy thì tương đương với trên này là ngọc vuông nha. Ngọc vuông. Rồi, tương đương với lại x lớn hơn hoặc bằng trừ 2 nè.
và x phải khác 2. Vậy thì tập xác định của mình, vậy tập xác định d bằng nửa khoảng từ trừ 2 đến cộng vô cùng hiệu đi số 2. Rồi vậy đáp án của mình là câu C. Ở trên này cô sẽ ghi thêm một cái ý nha. Đây là số giúp xác định được 25% công nhân trong diện hỗ trợ. Trong diện được hỗ trợ. Được chưa? Rồi. Vậy là câu 28A xong nha. Câu 28B. Xác định parabol B biết rằng parabol đi qua hai điểm. Rồi parabol B cô viết lại là y bằng ax bình cộng bx cộng 2. Rồi, ở đây để xác định được parabol này thì chúng ta cần phải biết a và b, vậy là mình còn hai phương trình. Mà ở đây nó đi qua hai điểm, vậy thì mình sẽ lấy hai cái điểm này mình thay vô thôi. Rồi vì parabol B đi qua điểm M có tọa độ 1,5 và điểm N có tọa độ trừ 2,8. Rồi nên ta được hệ phương trình. Nên ta được hệ phương trình sau. Rồi cô sẽ thay điểm M tọa độ 1,5 cho x bằng 1, y bằng 5 nha. Nên nó ra là A cộng B cộng 2 là bằng 5. Rồi tiếp tục điểm N là x bằng trừ 2, y bằng 8. Là 4A trừ 2B cộng 2 là bằng 8. Rồi tương đương với A cộng B là bằng 3. Rồi 4A trừ 2B phải bằng 6. Rồi tương đương với A bằng 2. Còn B của mình là bằng 1. A bằng 2, B bằng 1. Vậy thì cái parabol B của mình là Y bằng 2X bình cộng X cộng 2, 2x bình cộng x cộng 2, và đáp án của mình là câu D. Ok. Rồi câu 29. Câu 29. Cho tam giác ABC có AB bằng, AC bằng và góc A bằng. Rồi câu này cô không cần phải vẽ hình nha. Câu A, tính độ dài cạnh BC thì chúng ta sẽ áp dụng định lý cos nha. Áp dụng định lý cos vào tam giác ABC thì ta có BC bình sẽ bằng là AB bình cộng với AC bình trừ 2AB nhân AC nhân cos của góc A. Thế số vô là 4 bình cộng với 6 bình trừ 2 nhân 4 nhân 6 nhân cos của 120 độ. Rồi bạn bấm thử cô bằng nhiêu nghe. 4 bình cộng 6 bình trừ 2 nhân 4 nhân 6 nhân cos 120 là bằng 76. Rồi vậy thì suy ra BC nó bằng nhiêu? 2 căn 19. Rồi 2 căn 19 là ra được câu A rồi nè, 29A. Rồi câu B, tính diện tích của tam giác ABC biết 3 cạnh 13, 14, 15. Thì để tính diện tích của tam giác ABC thì chúng ta sẽ có rất nhiều công thức, nhưng ở đây nó biết ba cạnh, vậy thì mình phải đi tìm theo công thức Hơ-rông. Để tìm công thức Hơ-rông thì mình phải đi tính nửa chu vi. Nửa chu vi là B á mấy bạn. B nó sẽ bằng là 13 cộng 14 cộng 15 rồi chia cho 2. Được chưa? Là bằng nhiêu? 13 cộng 14 cộng 15 21. Rồi. Vậy thì diện tích của tam giác, diện tích tam giác S sẽ bằng căn bậc 2 của P nhân B trừ A nhân B trừ B nhân B trừ C. P nhân B trừ A nhân B trừ B nhân cho B trừ C là căn bậc 2 của các cái số này. Rồi thế số vô nha. Là 21 nè, nhân cho 21 trừ 13 nè, nhân cho 21 trừ 14 nè, nhân cho 21 trừ 15 nè. Rồi
Vậy thì nó ra bao nhiêu? 84 nghe. Rồi, bằng 84. 84. Rồi, 84. Và đáp án của mình là câu C. Câu 30. Cho 4 điểm ABCD bất kỳ, chứng minh. Rồi, câu 30 cô đi chứng minh ha. Câu A cô đi chứng minh vector AB trừ vector DC cộng vector BC trừ vector AD bằng vector 0. Rồi, bây giờ đi chứng minh ha. Thì để chứng minh thì chúng ta sẽ đi chứng minh theo phương pháp. Ở đây cô chọn chứng minh tương đương đi. Chứng minh tương đương thì giả sử. Giả sử thì cô viết lại cái đề. Cô viết lại cái đề nha. Cô viết lại cái đề. À, giả sử cái này có nghĩa là đề nó chưa có cho ấy bạn. Đây yêu cầu chứng minh mà. Rồi bây giờ mình biến đổi tương đương. Thì sẽ đưa trừ thành cộng hết. Vậy thì mình sẽ được là vector AB cộng vector CD cộng vector BC cộng vector DA là bằng vector 0. Ha. Thì tương đương bây giờ cô nối đuôi nha. AB thì cô sẽ ghi là tiếp theo là vector BC nè. BC tiếp tục là vector CD nè. CD tiếp tục là vector DA nè. Rồi, bằng vector 0. Thì bạn thấy nó nối đuôi một vòng thì nó ra là vector AA bằng vector 0 không? Vector AA bằng vector 0 thì đây là một cái điều luôn luôn đúng. Nên là chúng ta đã chứng minh xong. Vậy viết lại cái đề thôi. Ok, xong. Bây giờ câu B. Câu B. Cho hình chữ nhật. Cho hình chữ nhật ABCD. Tam ô nha. A, B, C, D. Tam ô nè. Rồi. Có M là trung điểm của OA. M. Rồi, N là trung điểm của CD. Đây là N. Và yêu cầu đó là đi chứng minh. Đi tìm AB biết vector MN bằng A lần vector AB cộng B lần vector AD. Thì đây là bài toán phân tích vector. Thì để phân tích vector thì chúng ta dựa vào những cái dữ kiện đề cho thôi. Bây giờ cô xuất phát từ MN đi ha. Ta có vector MN là bằng 1 phần 2 lần vector MD cộng với vector MC. Bởi vì C là N là trung điểm chứ ha. Bởi vì N là trung điểm của AB, của N là trung điểm của CD chứ nhầm. N là trung điểm của CD rồi. Thì tiếp theo mình, mục đích của mình đó là phân tích MN theo AB và AD. Vậy bây giờ mình sẽ đưa cái vector MD với MC này về theo AB và AD ha. Thì vector MD cô sẽ chèn vào đây. MD cộng MC. Nếu mà làm vậy thì được không? Có vẻ hơi dài nhỉ. MA cộng AN đây coi. MA đi. Thôi. Trước khi làm cái này thì cô đi chèn cái đó ha. Rồi. Chưa xài cái này nha. Vector MN là bằng vector MA cộng với vector AN đây nè. Rồi. Vector MA thì lại bằng, không liên quan lắm. MA cũng nối đổi qua AB được. Đúng không? Rồi vậy thì bây giờ mình vẫn giữ nguyên cái lúc nãy đi. Làm dài dài tí cũng được. Ok.
Rồi bằng gì nha? Bây giờ MD. MD mình viết lại. Còn MC, MC thì bạn biết không, M là trung điểm của AO. Thì cái đoạn MC ấy, nó sẽ bằng 3/4 lần đoạn OC, và chỗ này cô ghi lại là bằng 3/4 lần vector. À MD cô viết lại hỉ? MD cô viết lại. MD thì cô chèn vào đây điểm A là vector MA nè. Cộng với vector AD nè. Được không? Cộng với vector M, MC được chưa? Rồi. Thì nó sẽ bằng 1/2 lần vector MA, MA là bằng -1/4 lần vector AC nè. Cộng với vector AD là đúng cái vector đề cần nè. Cộng với vector MC, vector MC thì lại là bằng 3/4 lần vector AC nè. Rồi. Thì nó bằng là 1/2, 3/4 trừ 1/4 là còn 1/2 lần vector AC. Vector AC cộng cho vector AD. Rồi. Vector AC cộng vector AD, nhưng mà đề nó không có cần AC. Đề là nó cần AB. Rồi để cô gọn cái khúc này nha. Cô co nó lại đây. Mày viết rộng quá không đủ cái đồ ở phía sau này. Rồi, vậy thì bây giờ cái MAC này mình sẽ tiếp tục đi biến đổi tiếp. Chỗ này cô ghi là bằng 1/4 lần vector AC nha. Cộng 1/2 lần vector AD nha. Rồi, 1/4 lần vector AC. Vector AC thì nó lại bằng vector AB cộng với vector AD. Đó. Rồi, cộng 1/2 lần vector AD. Rồi, vậy thì nó lại bằng cái gì? Hết chỗ nữa. Cô lại coi nhỏ chút xíu nữa nha mấy bạn. Hai dòng nữa thôi là nó ra rồi. Rồi cô gom gọn lại là mình sẽ được là 1/4 lần vector AB nè. Rồi 1/4 lần vector AD cộng với 1/2, 1/4 cộng 1/2 là bằng 3/4. 3/4 lần vector AD. Đúng không? Rồi. Vậy thì suy ra, đến đây là mình suy ra được là A là nó bằng nhiêu? 1/4. Còn B là nó bằng 3/4. Đúng chưa? Rồi, vậy chịu ghê ta, tự nhiên thiếu chỗ, để cô xóa cái này đi đây. Rồi cô kể thêm qua bên này nghe. Rồi mà vector MN thì sẽ bằng A lần vector AB cộng với B lần vector AD, nên A nó sẽ bằng là 1/4, còn B là bằng 3/4. Vậy A cộng B nó sẽ bằng 1. A cộng B bằng 1. Vậy đáp án của mình là câu, cô sửa cái này ha. Cô sửa cái câu B chút nha. À câu D. Câu D. Câu D cô sửa là số 1 hả? Lại cô biết đánh đề bị sai. Số 1. Rồi, đáp án của mình là câu D. Tiếp tục câu 30 rồi. À, hồi nãy ở trên câu A này chọn khẳng định đúng rồi chứ. AB trừ DC và bằng AC là sai nè. Trừ DC tạo thành cộng CD, cộng CD cộng với DA. CD cộng DA là bằng vector CA. Vậy ở trên này là câu B đúng. 30B. 30A là câu B. Rồi câu cuối cùng, câu 31. Câu 31 chờ cô xíu nha. Rồi câu 31. Cho tam giác ABC tìm tập hợp điểm M sao cho vector MA cộng 2 lần vector MB bằng 6 lần vector MA trừ vector MB. Chọn khẳng định đúng. Rồi cô sẽ viết lại xuống dưới này cái đẳng thức mà đề cho ha. Bài này là bài toán tìm tập hợp điểm.
tìm tập hợp điểm. Ta có độ dài vector MA cộng với 2 lần vector MB cộng với 2 lần vector MB, nó sẽ bằng 6 lần độ dài vector MA rồi trừ cho vector MB. Bây giờ để tìm được tập hợp điểm thì bạn phải cố gắng đưa cái đẳng thức vector này thành là đoạn này bằng đoạn kia, có nghĩa là độ dài của một vector này bằng độ dài của một vector kia, được chưa? Rồi thì bây giờ mình cố gắng biến đổi nha, cố gắng biến đổi. Rồi tương đương MA với MB thì giờ mình viết lại như thế này nghe. Cô giải quyết bên phải trước. 6 lần vector MA, chỗ này là thành là vector BM này. Rồi là nó đây là 6 lần độ dài của BA, mà 6 lần độ dài của BA nó chính là bằng 6 lần đoạn AB luôn. Rồi còn vế bên trái, vế bên trái thì nó hơi rối thì mình sẽ tách như sau nha. Vector MA cộng với vector MB cộng với vector MB, được chưa? Mình cố gắng đưa về một vector thôi, chắc chắn là bài này sẽ gọi thêm điểm rồi đó mấy bạn. Thì MA cộng MB thì sẽ bằng 2 lần MI. 2 lần MI cộng với vector MB. Bây giờ cô sẽ vẽ cái tam giác qua bên cạnh nha. Mình sẽ chấm thêm điểm vào đây xong rồi tí nữa mình gọi sau. Rồi. Đây là A nè, B nè, C thì MA cộng MB sẽ bằng 2 lần MI, có nghĩa là cô vừa gọi Y là trung điểm của AB, được chưa? Rồi, 2 lần MI cộng với MB. 2 lần MI cộng với MB. 2 lần MI cộng với MB. 2 lần MI cộng với MB thì mình xem như là nó sẽ bằng một cái vector. Vector gì ta? Chờ cô chút nha. Hai lần MI cộng ba lần MB. Nếu mà lại như vậy thì nó không ra được nữa rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ không có gọi Y là trung điểm nghe, mà mình sẽ làm kiểu khác. Rồi bây giờ cô sẽ biến đổi ở trên này một chút. Khoan, hẳn làm kiểu này nha. Kiểu này là bị bí rồi. Rồi thì cái chỗ này cô sẽ chèn vào đây điểm Y đi. MI nè cộng với vector IA nè cộng với 2 lần MI nè cộng với 2 lần vector IB nè, được chưa? Rồi 2 lần vector IB. IB. Rồi, thì mình sẽ gọi Y là cái điểm nằm trên đoạn AB mà chia cái đoạn AB này ra làm 3 phần. Vậy đây là điểm Y nha, điểm Y. Rồi. Đây. Vector MI cộng với 2 lần vector MI là thành 3 lần vector MI. 3 lần vector MI cộng với vector IA cộng với 2 lần vector IB. Được chưa? Rồi, mà Y là cái điểm mà cô nói nó bằng là 1 phần 3 lần IB bằng 1 phần 3 lần AB, nên thành ra là vector IA cộng với 2 lần vector IB là bằng 0 rồi. Vậy thì mình chỉ còn lại là 3 lần vector độ dài vector MI sẽ bằng 6 lần này. Vậy thì tương đương với 3 lần MI là sẽ bằng 6 lần AB. 3 lần MI bằng 6 lần AB thì tương đương với MI sẽ bằng là AB chia bằng 2 lần AB. Vậy thì bạn thấy là AB là nó cố định, mà AB cố định, mà Y nè, AB nè là cố định. Cố định. Hả? Với Y
là điểm thỏa. Với Y là điểm thỏa. IB 3 lần IB thì sẽ bằng AB nha. Vậy thì nên tập hợp M, tập hợp M là điểm, M là điểm. Bạn hiểu như thế này nè, cái đoạn AB á, bây giờ ví dụ như cô đo AB là bằng độ dài như thế này nha, thì điểm M nó có thể nó nằm đây. Miễn sao cái đoạn IM nó bằng 3 lần đoạn AB là được. À, 2 lần đoạn AB là được ha. Điểm M có thể là 2 lần đoạn AB là nó cũng dài dài, ví dụ nó nằm đây đi. Thì cái đoạn này nó bằng 2 lần đoạn AB nè, hoặc là nó nằm trên này. Rồi hoặc là trên này, trên này, trên này. Bạn hiểu được không? Nói chung là tập hợp tất cả những cái điểm này nó sẽ tạo thành một cái đường tròn, một cái đường tròn. Và đường tròn này có tâm là Y. Đường tròn là tập hợp điểm M là đường tròn. Là đường tròn nha. Đường tròn này có tâm là Y và bán kính của nó là bằng 2 lần đoạn AB. Được chưa? Rồi. Vậy thì cô sẽ đường tròn tâm Y. Tập hợp điểm M là đường tròn tâm Y bán kính R bằng 2 lần AB. Đáp án A. Ở đây cô sẽ chú thích là IB sẽ bằng 1 phần 3 lần AB nữa nha. Rồi, bằng 1 phần 3 lần AB nữa là xong. Rồi, vậy thì cô đã hoàn thành xong cái đề số 2 của trường Lý Tự Trọng. Các bạn coi lại có gì thắc mắc thì các bạn hỏi nha. Nó cũng khá là dài á, giảng gần 2 tiếng đồng hồ. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.